chào các bạn, mình là Chris Nguyễn. Chào mừng các bạn quay lại channel mình. Hôm nay là tôi đang đi ra một cái bè nổi trên hồ Định Bình nuôi cá tiêu hồng của farm Anh Sĩ. Rồi giới thiệu đây là hệ thống lồng bè, đây là cá lăng này. Đây là cá gì? Cái chê à? Cái chê. Đấy, chê nữa này, chê này. Wow, bè cá chê. Anh em đi khảo sát đây là cá điêu hồng mới thả. Nhìn đi nói chuyện với anh ấy. Ok, từ quay tí chục. Đây là cá điêu hồng size lớn. Giống bè này sản lượng cũng phải trên 100 tấn năm về thức ăn đấy, trăm đấy, cái chê này. Rồi, thủy sản Việt Nam thì phát triển mọi nơi. Đây là hồ Định Bình ở Bình Định, một hồ thủy điện lớn của miền Trung. Nhìn cái tiêu hồng chưa, rất hoành tráng. Nhưng mà thấy mình đang hệ thống lồng bè cũng rơi vào chuyện khoảng 50 ô, hơn 60 ô, 70 ô với chứ. Và thấy Việt Nam của chúng ta rất là nhiều nơi nuôi trồng thủy sản, lồng bè kể cả trên biển rồi trên sông rồi hồ, sử dụng thức ăn công nghiệp. Cái chê này, chê này, cảnh chê rồi chẳng. Quá tuyệt vời. Đây là trên này là cá điêu hồng. Wow, bạn thấy không, quá rực rỡ. Sử dụng cám nổi. Các bạn thấy không? Hết sức là thú vị chứ. Các bạn hãy nhớ like và subscribe share kênh của Chris Nguyễn nha. Để có nhiều clip hay về nghề nuôi cá biển, nuôi cá nước ngọt. Ngoài kia là nuôi tôm Việt Nam để chia sẻ cho các bạn. Chào các bạn. Bye bye.